Rồi, thầy sẽ chuẩn bị bắt đầu buổi học ngày hôm nay nhá. Được chưa? Thì thấy nhiều thì cũng vậy thôi. Vì nói chung là thời gian cuối rồi. Bây giờ mà không dạy thì lúc nào dạy được nữa. Đúng không ạ? Cho nên ít hay nhiều thì thầy cũng sẽ cố gắng hơn. À, chúng ta sẽ bắt đầu buổi học ngày hôm nay nhá. Hôm nay sẽ bật máy. Tất nhiên bật máy thì các bạn chủ nhớ phải có máy tính nhá, được chưa? Và cái máy chúng ta sử dụng ở đây nó đang tầm mới là chủ yếu thôi. Tả ra tầm mới thì xin chia buồn, máy được có bấm quá, được chưa cậu ạ? Mà nó dùng tả ra tầm mới thì chia buồn nhá, máy nó có bấm quá trưởng luôn. Công năng thì nhiều nhưng mà bấm thì khó, cả cái nút nó ẩn nhiều quá. Đấy, cái dấu giá thì đối cũng phải bấm mất công. Thế bây giờ chúng ta sẽ vào cái chức năng bấm máy Casio tích phân hàm ẩn bằng phương pháp truy hồi. Như thế nào gọi là truy hồi? Truy hồi tức là ngược lại, các bạn tìm tìm lần ra lần vết đấy, từ cái điểm A lần ra điểm B, suy luận ra ống C, rồi suy luận ra ống D. Đấy gọi là lần mò truy hồi nhỉ. Đấy, cái này gọi là phương pháp truy hồi, là nghĩa là lần mò ra cái số gì đó đấy, được chưa? Từ cái số A, từ từ A nó sẽ tìm ra B, từ B sẽ tìm ra C, từ C tìm ra D, kiểu như thế, người ta gọi là truy hồi. Bây giờ chưa? Bây giờ nào? Thì ra đầu tiên chúng ta sẽ học đó là Casio tính nguyên hàm. Biết f(x) từ khóa này là biết f(x), cứ biết f(x) là làm được nhá. Câu vần trung cao này đâu cũng làm được hết nhá. Câu khó là mấy? Ok, đều làm được tất nhá. Cứ xuất hiện phương trình f(x) là quyết định tất. Những câu hỏi kiểu như này là thường là nhiều ông sẽ bị bí các bạn này. Ai ở đây có bao nhiêu ông nhìn câu này mà biết làm luôn ạ? À, nhìn 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 cái câu này mà biết làm luôn ạ. Vẫn có thể làm được nha, được chưa? Vẫn có một số bạn biết làm đấy. Nhưng ở đây thầy sẽ muốn nói đến cái vấn đề đó là nếu câu hỏi khó hơn thì sao, đúng không ạ? Nếu câu hỏi khó hơn thì sao, chúng ta không lần mò ra từ lần thì sao? Ở đây chúng ta sẽ thầy sẽ nói về vấn đề là từ luận, là chúng ta sẽ phải nghĩ từ trước đấy nha. Ê, nhìn thoáng quá mà ví dụ như từ luận lúc nào đấy thì chuyển ra bấm máy, được chưa? Ở đây thầy sẽ nói này, về ưu nhược điểm của phương pháp truy hồi. Có ưu và nhược nha. Không phải phương pháp nào là vạn năng, nhưng nếu bạn lười suy nghĩ não, bạn không đọc bạn thì chúng ta sẽ sử dụng phương pháp này nha. Đầu tiên là cứ nghĩ từ luận đã, nếu từ luận biết làm thì thôi, được chưa? Bởi vì cái này có nhược điểm. Nhược điểm của nó là gì? Ưu điểm là gì? Ưu điểm đó là não không hoạt động, không cần hoạt động, được chưa? Nói tất nhiên là não không hoạt động sai, nhưng mà cũng phải mở mắt ra để mà nhìn quan sát, được chưa? Đó. Nói chung là mấy cái phương trình kiểu như này tìm thì có bấm 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 mua mít không nhá, bấm mua mít thôi, được chưa nhỉ? Rồi. Bây giờ này. Bây giờ này. Nhược điểm của nó là gì nào? Nhược điểm này, nhược nha. Nhược này. Nhược đó là bấm hơi mỏi tay, được chưa? Bấm mỏi tay. Được chưa? Ông nào bấm chậm nữa ấy, thì nó lại thành lỗi. Thì đúng không? Nhưng mà được cái là não không cần hoạt động. Kiểu như vậy. Và những cái bài toán, cái kiểu bài của nó như này. Đó là cho một cái phương trình. Dấu hiệu nha, dấu hiệu nha. Dấu hiệu nha. Dấu hiệu cho một cái phương trình f(x), được chưa? Rồi lại cho tiếp f(a), lại yêu cầu tính f(b), kiểu như thế. Tính f(b), được chưa? Thì chúng ta sẽ dùng truy hồi nhá. Với cách làm như này này. Bước số 1. Bước số 1.
đó là các bạn sẽ rút f phẩy x. Đấy, rút f phẩy x bằng một cái biểu thức nào đó. Được chưa? F phẩy x. Bước 2, ví dụ trong tình huống này, bài này thì đã f phẩy x xong gì? Lấy thằng này này, chia giải với x, gọi là rút. Bước số 2, bước số 2, gõ vào máy tính theo cú pháp sau. Theo cú pháp gì đây, cú pháp gì nào, đó là x bằng x cộng h hai chấm y bằng y cộng h nhân y phẩy. Được chưa? Đó. Ở đây cái y phẩy với cái f phẩy là như nhau nha. Y phẩy với f phẩy là như nhau nha. Đó, y phẩy với f phẩy là như nhau nha. Gõ vào máy tính thằng cú pháp x bằng x cộng h và y thì bằng y cộng h y phẩy. Được chưa? Sau đó bấm CLC. CLC. Lúc này các bạn sẽ gõ x bằng a. Được chưa? X bằng a. Còn y thì gõ là f a. Và kết quả vừa tìm đây đây, D3 cho là f a đúng không? D3 cho f a đúng không? Bài này D3 cho thương a. Đó. Thương D3 cho là f a. Các bạn sẽ ấn băng. Được chưa? Ấn băng liên tục. Được chưa? Bằng liên tục cho đến khi nào cái kết quả của bạn ra bx bằng b, thì khi đó các bạn sẽ tìm ra được y bằng fb, tìm cái giá đi con tìm đó. Ok, đó là cú pháp để gõ được cái để gõ được ra kết quả nhá. Còn cái công thức này tại sao lại có? Một số bạn sẽ hỏi trong đầu, cái công thức này lấy đâu ra thầy? Ok, tôi thầy tắt cái mặt nhé, bởi vì cái máy tính xấu ra mà thấy mặt thì nó sẽ không nhìn được. Đây, cái công thức này thực ra ấy, là nó được xuất phát từ lớp 11. Mà lớp 11 cả ông này không học. Thế nó bây giờ, được chưa? Thế hồi xưa ấy, là có một cái công thức thầy giải thích quá ấy nhá. Đó là khi mà x, khi mà để tính được đào hàm của một điểm ấy, hồi xưa các bạn học mà để tính đào hàm của một điểm ấy, đó thì các bạn sẽ phải đi tính lim khi x tiến đến vô cùng đúng không, của à không đây, đó là khi một tính đào hàm đấy, thì các bạn phải đi tính lim đúng không, của f x cộng delta x, số giá đối số các kiểu hồi xưa học ấy. Mấy chào bạn chắc cũng chẳng biết công thức này luôn đấy. Đó. Chả biết công thức này luôn đấy. Mình tính đào hàm theo định nghĩa vui được đi môn học, các bạn về học theo cái này đấy. Thì ở đây thầy sẽ bỏ chữ lim đi. Được chưa? Thì thầy sẽ dùng cái f này. Lúc này f của x cộng delta x này các bạn sẽ nhân chéo cái delta x này lên đây. Đó. Sau đó lấy fx đem cộng với delta x nhân với fx. Đấy. Thì bản chất của cái này nó chính là y. Đấy chưa? Cái này cũng là y. Cái này là h. Cái này là y phẩy. Tức là cái y ở phía sau nó sẽ bằng y ở phía trước cộng với đào hàm nhân với h. H ở đây hiểu đơn giản là cái khoảng cách giữa các số. Thì nếu mà hiểu như thế này thì thành là phức tạp, được chưa? Thì thầy sẽ chỉ nói sơ qua để các bạn hiểu hình dung là cái này của lớp 11, nó được lấy từ lớp 11 chứ nó không có gì cao xa cả. Casio thì được lấy từ cả công thức cơ bản mà ra thôi, được chưa? Đó, thì các bạn có thể hiểu hoặc không hiểu,
Tức là đây là công thức tri hồi, tức là lấy cái số sau để bằng số trước. Đấy, số 6 này, đây là Y6 này, sẽ bằng Y trước cộng với khoảng cách giữa cả số nhân với Y phẩy. Đó, được chưa? Thì nó loi ra cái công thức ở đây. X y bằng x sau cộng với h, là giống như thay bố ấy, trong thay bố thì nó chỉ có step ấy, khoảng cách ấy. Y thì bằng y sau cộng với h nhân y phẩy. Đó, thế một tính y thì ta dùng công thức này nhá. Thì tóm lại là nói bản chất thì nó lại thành khó hiểu, thì Casio là Casio đi, bây giờ chúng ta sẽ áp dụng nó như thế nào thôi, đúng không ạ? Thì các bạn có bản chất thì các bạn cứ hiểu rằng là cái này là của lớp 11 nhá. Rồi, ứng dụng cái lớp 11 để mình cá siêu, vậy là bí quyết nhá, bí quyết đừng nói với ai nha. Nào, bây giờ muốn tính được cái biểu thức này thì bước 1 ta làm từng bước 1 nha, ta làm từng bước 1 này. Tóm lại cá siêu là cá siêu, còn bạn nào thích hiểu bản chất thì đó, cái công thức đó đó. Còn không hiểu không trả vấn đề gì cả, chỉ cần biết là nó có lớp 11 thôi. Ông mình học lớp 11 cho nên là thôi bỏ qua không được. Đấy. Thì bây giờ chúng ta sẽ chỉ cần biết bấm máy là được nha. Ok không? Bây giờ này. Bước 1. Bước 1 này. Rút cái f(x) này này. Là bằng x mũ 3 cộng 2x nhân căn bậc 2 của x bình phương cộng 1 chia cho f(x) đúng không? Rồi. Thì ở đây để cho giống với cái máy tính ấy, thì ta sẽ nên viết là cái f phẩy chỉ là chữ y thôi nha. Được chưa? Chữ y nha, còn fx là chữ y này. Đấy, f phẩy là y phẩy. Còn fx là y. Đấy chưa? Rồi, viết như thế này để tí nữa bấm vào máy tính cho nó dễ hình dung. Một số 2. Số 2. Đó là các bạn gõ vào máy tính là x bằng x0, à, x bằng x cộng với h. H ở đây giống như số test trong máy tính ấy, thì các bạn sẽ để ý là đây là A này, đây là B này, A là không và B là căn 3. Thì trong máy tính người ta hay hay gõ là lấy số cuối trừ số đầu chia bao nhiêu đấy, thì cái này là chia bao nhiêu tùy thôi, được chưa? Lấy số cuối này trừ số đầu này chia bao nhiêu, chia 40, được chưa? Hoặc là chia mấy tùy các bạn. Ở đây thường á, đối với dàn toán này thay hay thường đã chia mấy cũng được, nhưng mà chia các bạn hiểu chia càng nhiều ấy thì ta sẽ bấm càng mỏi tay, nếu mà càng thì sẽ nhá. Các bạn cần phải rõ này, lấy số cuối này, trong thầy bô chúng ta cũng làm cái này nhiều đó nhá, trong thầy bô các bạn cũng làm cái này nhiều đó nhá, lấy số cuối này trừ số đầu này chia cho bao nhiêu đấy, chia cho cậu có lần thì hai ba là chia 29, còn lần thì chia 44 đúng không? Thế thực ra chia bao nhiêu cũng được các bạn. À, thì nhưng mà các bạn phải hiểu là chia cái này càng nhiều này thì kết quả chúng ta càng chính xác, thì đúng không? Thực ra nó là khoảng cách giữa cả số ấy, nhưng bù lại nhược điểm là chia số này càng nhiều này thì bấm máy càng mỏi tay, có chưa? Nhưng là càng chính xác. Thì cái nào nó cũng phải đánh đổi cái nha các bạn nha. Rồi, thì bây giờ là hạt chính là thằng này nha, cái này là hạt này. À, cái này các bạn hiểu là hạt nha. Hạt là step ấy, trong máy tính như stable là step ấy các bạn. Thấy chưa? Nó là khoảng cách giữa cả số. Lúc này y của chúng ta này. Y đúng không? Thì gõ là y cộng h, h lúc này là căn 3 trừ 0 chia 40 đúng không ạ? Còn y phải là đây, y phải đây, y phải đây, gõ vào đây. X mũ 3 cộng 2x nhân căn bậc 2 của x bình cộng cộng 1 chia y đúng không ạ? Ôi giời, bây giờ mình vào thì khó hiểu đấy. Nào, bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu bấm này. Bấm nha. Nói chung là đã nói rồi, cái phương pháp này là phương pháp không cần dùng não. Được chưa? Não bị ủng thì nó cũng làm được nhá. Ok, não chúng ta thường bị ủng nên là tốt nhất là có thể không? Rồi, cái này là tùy nha. Bây giờ này gõ vào x được bao, x cộng căn 3 đúng không, rồi chia 4 chồng
được chưa, chia một tròn này rồi ấn vào hai chấm, vào hai chấm là alpha với cái nút tích phân nha các bạn nha, y bằng bằng y cộng căn 3 chia cho 40 đúng không, nhân y phẩy ở đây là cái này này đúng không, y phẩy này đó. Nhớ công thức nhá, cái công thức thế này đó, y phẩy lúc này là x mũ 3 cộng 2x nhân căn bậc 2 của x bình phương chia không, chia y đúng không, chia y rồi được chưa. Bây giờ ấn nút băng nào, à xin lỗi ấn nút cá nào, đó nút cá nha, ok chưa anh em, rồi cá nha. Bây giờ chúng ta sẽ cá gì, ở đây là số đầu tiên là số 0 đúng không ạ, số 0 này đầu tiên là cá số 0 này, cá này bằng 0 này, ý thì bằng bao nhiêu, y thì cũng là với x bằng 0 thì y là 4 trên căn 15 này, bởi vì bằng liên tục cho đến khi nào x bằng căn 3 thì thôi, được chưa đó, thì x bằng 0 này rồi y bằng 4 chia căn 15 này, được chưa rồi. Đây giá trị đầu tiên bấm băng này, bấm băng liên tục cho thầy nào, khi nào cả bạn thấy xuất hiện là x bằng căn 3 thì chúng ta sẽ dừng nhé. Đó. Nói chung là nhiều lắm. Căn 3 trên 2 đây này đúng không? Vẫn nắm rồi. Rồi, x bằng căn 3 các bạn thấy x bằng căn 3 chưa? Đó, x bằng căn 3 chưa? Thì lúc này cái y bằng bao nhiêu? 4,39. Y bằng 4,39. Nó chính là f của căn 3. Đúng không ạ? Chính là f của căn 3. Và cái số này chúng ta sẽ bình phương nó lên 4,39 không phải 67 đúng không? 4,39 không phải 67 chúng ta nhớ là người ta yêu cầu là f bình nha đúng không? Là thành bao nhiêu? 19,27 đúng không ạ? Rồi ta xem nào. Số nào gần nhất nha. Cái này là tích phân gần đúng thôi. Được chưa? Nó sẽ bị sai số các bạn nhá. Và muốn nó chính xác nhất có thể là cái số này này. Cái số này này. Cái số này là quan trọng này. Các bạn chia số này, ví dụ 40 không chính xác lắm thì các bạn chia 60, chia 80, chia 120 bình thường nhá. Nếu các bạn thấy hiểu cái số này mà càng 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 gì ấy, càng lớn thì càng chính xác, nhưng mà mình cập bấm càng lâu hiểu không, đó, mình bấm bị lâu nha, thì dùng chỗ này chưa, thì như vậy là kết quả này là 18,1 mà kết quả của chúng ta là 19 phẩy mấy ấy, đúng không, thì là đáp án A đấy, ta xem đáp án khác nào, 136 phần 15 ta xem nào. Đấy, 9,06 là đặt đây này, đúng không ạ? Rồi, 68 chia 15 này là đặt này.
và từ phần 15 thì chắc chắn không phải đâu, 19 phải mấy mà đúng không? Đấy, á đấy các bạn nhá. Ok. Rồi, thì như vậy thì chúng ta sẽ có đáp án là A. Đấy nhá. Bạn đã hiểu chưa? Nếu cách làm chưa? Đó là truy hồi đây như vậy. Câu vào cực kỳ đỉnh cao để tính phần. Hoặc là không cần nghĩ nhá. Các bạn có bấm nữa không? Bấm được thì comment chữ ok để xem bao nhiêu bạn bấm được rồi nào. Hiểu cách bấm thế nào. Rồi ok đó đúng không? Đấy. Thử một câu nữa nhá. Thử một câu nữa này. Đây. Cho ông thử câu này. Các bước chưa? Bước 1 là gì nào? Bước 1 là mình phải nút F phẩy nhá. Đấy. Cách làm không cần đồng nào này. Y bằng tính fx bằng a cộng b là sao nhỉ? Cô lập m à, cô lập f nào? Nó là 3x bình phương à, thay thế phải là y phẩy nhá. Y phẩy cho nó ấy nhá. Bằng 3x bình phương căn x này trừ đi fx là trừ y này. Này chia cho đây là 2x đúng không? Đó, thì là bước 1 lại phải. Bước 2 thì nó sẽ có là x bằng x cộng h đúng không? H ở đây là bao nhiêu? Thứ là phát xạ này. Người ta yêu cầu tính cho f1 tính f4 đúng không? F1 tính f4 như là 4 là số cuối này, trừ số đầu đúng không? À, là bây giờ là 4 trừ đi 1 là 3, 3 chia mấy? Bình thường là thầy hay phải là 3 chia 40. Được chưa? 3 chia 40. Thế còn nếu mà các bạn để ý nhá, các cái đáp án này số nó sát nhau quá. Ví dụ đây là 24, đây là 23. Đây là 22, số nó sát nhau quá kiểu như thế. Thì lúc đó các bạn sẽ phải chia tần nhiều nữa nhá. Ví dụ 120, theo thầy nghĩ là 120. Được chưa? Đấy. Bấm mỏi tay. Nhưng mà nếu mà số kiểu xa nhau như này thế này. Được chưa? Số nó rất xa nhau như này. Thì các bạn có thể chia 40 hoặc là chia 20. À, chia 20 thì nó sẽ không chính xác lắm. Nhưng mà bù lại mình sẽ bấm ra kết quả nhanh hơn. Nhá. Và số mà xa nhau thì ok. Được chưa? Chia số bé bé thôi. Chia số bé bé thôi nhá. Rồi. Ok. Là bắt tim A cộng B. Ở đây cái bài này nó chỉ là đáng là dạng là cho F A tính F B. Được chưa? Cho em A thì B chứ nó không phải liên quan đến x bằng A cộng B. Còn nếu mà muốn tìm A cộng B thì em lại phải dùng cái in đấy, cái in nó tế. Nếu mà A B là số tự nhiên lúc nào em tìm in nó tế. Nhưng theo tôi nghĩ nếu mà trường hợp mà nó một bài toán khác thì nó giải tay nó nha. Nói chung thầy cũng chưa rõ là em nếu mà người ta đã yêu cầu tính F4 thì phải ra số cụ thể này. Đúng không? F4 thì phải ra số cụ thể chứ sao lại có A cộng B ở đây rồi. Rồi, tiếp tục nha. Y thì bằng Y cộng H. H ở đây là 3 phần 40. Nhân Y phẩy đây là 3x bình phương căn x trừ Y. Thì 2x đúng không? Nhớ công thức nha. X bằng X cộng H. Y thì bằng Y cộng H nhân Y phẩy. Đấy thì Y phẩy là cái thằng này này. Ok chưa? Thế bây giờ chúng ta cán X3
một y thì bằng mấy, với bằng một thì y bằng mấy, y bằng 1/2 đúng không ạ? Thì nó sẽ bằng để khi nào ra số x bằng mấy, x bằng 4 là ra là y nha. Ok rồi, thì bây giờ chúng ta sẽ có máy nha. X bằng x cộng 3/40 đúng không ạ? Rồi y bằng y cộng 3/40. Rồi 3x bình phương căn x trừ y. Được chưa? Thầy nhắc ở đâu buổi đấy nhá, cái dạng này là dạng cho FA tính FB nhá. Được chưa? Còn dạng khác thì có phải học kỹ thuật khác. Ok. Đó. Rồi đúng chưa? Đúng rồi đúng không? Đó. Đúng sai mà đúng không? Đó, bây giờ chúng ta cán này. Cán nào? Cán nào? X của chúng ta là 1 đúng không? Y của chúng ta là 1/2. Được chưa? Rồi, thế bây giờ bằng này. Y bằng 1/3/10 nhá. Đó. 1/3/10. 1/8. Nói chung là bấm bao thoải mái các bạn. Nói chung khi nào ra x bằng 4 thì ok. Ba phẩy một rồi đấy, sao đến rồi 3,7 rồi. Đây bằng 4 đây các bạn. Rồi ok, y bằng xem bao nhiêu, 16,44. Đáp án gì đây? Đáp án B à? Đáp án gì? Đáp án D đúng không? Được chưa? À, đáp án D nha. Rồi ô hai là D, hai là D. Vậy thì bấm được câu thi sở không, sở nào nhỉ? Vậy chưa đọc luôn nào, thử câu ba nào, thử câu ba đi anh em. Câu 3. Cho hàm số fx đồng biến và có đạo hàm liên tục trên khoảng này. Thì rồi tính f2. Tính f2. Tính f2. Rồi. Nào, quá trễ luôn các bạn. Y phẩy bình phương bằng y nhân em x. Vậy thì y phẩy sẽ bằng gì? Căn bậc hai của gì? Y nhân em mũ mũ x đúng không? Vậy thì bắt đầu chúng ta sẽ gì ạ? Sẽ nhập này x bằng x cộng h đúng không? X cộng h hai này cộng này, đây là a và đây là b này các bạn. Cái số cuối chứ số đầu chia 40 này là 2 chia 40 này. Rồi y lúc này sẽ bao là y cộng h nhân y phẩy lúc này là bao nhiêu? Y phẩy lúc này là thằng này. Rồi, bước số 3 để chúng ta can. Can thì chúng ta sẽ can là x bằng 0 đúng không? Với x bằng 0 thì y bằng 2. Chúng ta sẽ can đến khi nào mà chúng ta ra được giá trị x bằng 2 thì y bằng mấy đúng không ạ? Rồi. Thì cũng tương tự như thế thôi, đúng không ạ? Còn đã làm cái phương pháp chưa? Làm được phương pháp chưa? Nào, gõ nha. Ê, bằng x cộng 3/4 40. Rồi,
À đâu, 2 trăm. Ý thì bằng y cộng 2 phần 40 nhân căn bậc 2 của y nhân hệ mũ mũ x. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ cán nào. Cán x bằng 0 và y bằng 2. Rồi, ra x đầu tiên này. Đây là đi đầu tiên của x này. Chúng ta sẽ xem được x. Vẫn bằng thoải mái đi. Một rồi nha. Nói chung là cũng bấm cho nhanh thì nó cũng không lâu lắm. 1,5 rồi. Sắp rồi, 1,9 rồi các bạn. Rồi, y bằng 2 này, y cũng 2 này, đúng không? Rồi, xem y bằng bao nhiêu nào. 9,83. Thấy chưa? 9,83 thì chắc chắn là đáp án B rồi, đúng không ạ? Đấy, đây gọi là tích phân gần đúng nha. Kết quả nó chỉ gần đúng nữa thôi, đúng không? Đó. Thấy chưa? Đó. Nào, ta sang câu hỏi số 4. Câu hỏi số 4. Đây, lỡ may hẳn bị lệch như câu 1 thi ra. Câu 1. Câu 1 lệch đâu. Câu 1. Cả cái số này khá là xa mà. Đúng không? Nếu mà lệch cái quả quái cái số hạt này này em sẽ phải tăng lên, được chưa, tăng lên 120 luôn nha. Thì nó sẽ chỉ trả hơn, nhưng bù lại thì bấm ngoài tay nó. Đây câu này các bạn này, này. Thì kết quả của cô hỏi số 4 đấy nhá, của mấy căn 5 trừ 1 trên 2 là 44,22 này. 44,22 này. Còn chỗ này là 20 căn 5 trừ 1 trên 4. Là được 10,93. Cái này thì xa nhau này. Nhưng mà C về D thì nó lấy đây 21,86 này. Đó. Còn cái này là 40 căn 5 trừ 1 đến 4. D này. Được chưa? 20,11. Thì đúng không? 20,11. Đó, 20,11. Được chưa? Là cái số này nó khá là gần nhau ấy nhá. Khá là gần nhau ấy. Nhưng mà đầu tiên thì chúng ta cứ thử chia 40 đi. Được chưa? Nào, để phá vào đây này, đầu tiên này. Các bạn cứ tính y phẩy đấy nhá. Y phẩy đấy là y phẩy mũ 3 này, đúng không? Còn đây là y này, đúng không? Thế là y phẩy mũ 3 là bao nhiêu? Là căn bậc 3 của, còn chuyển cái x mũ 3 này sang bên này nhá. Chuyển x mũ 3 sang bên 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 trái này. Là 4x mũ 3 y cộng x mũ 3. Ok. 4x mũ 3 y cộng x mũ 3. Rồi. Bây giờ chúng ta sẽ gõ nào. X lúc này sẽ bằng
22,11 à? Ok. 22,11 đồng. 22,11 với 21,86 nó rất là sát nhau đúng không? Cực kỳ sát luôn. Chỗ này bấm nó phải cẩn thận. X lúc này sẽ bằng, ở đây là từ 2 đến 4 đúng không? Thì sẽ là cuối chứ đâu, nó là 2. Chia cho bao nhiêu? Chia cho 40 được ý. Chúng ta thử được đấy nha. Chúng ta thử được đã. Để ăn chừng kết quả đã. Được chưa? Để ăn chừng kết quả đã nha. Sau đó là Y bằng Y cộng với 2 đến 40 nhân Y phẩy là căn bậc 3 của 4x mũ 3 y cộng x mũ 3. Được chưa? Thì chúng ta có bằng x bằng x cộng 2 phần 40. Rồi. Y bằng y cộng 2 phần 40 nhân căn bậc 3 của 4x mũ 3 y cộng x mũ 3. Rồi, có đúng như nhỉ? Đúng rồi đấy. Bây giờ cán cho đây nào. Lúc này x của chúng ta bằng 2 đúng không? Y lúc này là bằng mấy? 7 phần 4. Cán này khi nào ra x bằng 4? Và y bằng bao nhiêu? 2 này. Ớ. Cán này x bằng 2 này. Y bằng 4, 7 phần 4 này. Rồi. Cán để khi nào bằng 4 thì thôi nào. Tẹt bố đi. Tẹt bố, tẹt bố. Đang lâu lắm. 2,9 luôn. Bá rồi này. Ok, gần đây luôn. Ba phẩy năm không? Ba phẩy chín. Rồi, bốn. Như vậy ta sẽ gửi quả nha. 22,07. Được chưa? 22,07. Đúng không ạ? 22,07. 22,07 là gì anh? Số nào? 22,07 là con số nào? Đấy, thực ra chúng ta sẽ cũng chả biết được số này gần với C hay D luôn đấy. Đúng không ạ? Được chưa? Chúng ta cũng chả biết được nó gần gần C hay D luôn đấy. Đấy, đúng không? 22,0748 đúng không? Rồi. Bây giờ chúng ta sẽ quét kỹ hơn một tí nào. Được chưa? Và cách cả bạn sẽ để cái số này là chia 120 luôn. Nha. 120. Ta sẽ so sánh giá trị đầu và giá trị cuối. X của chúng ta vẫn là 2, Y của chúng ta vẫn là 7 phần 4. Nhưng mà lúc này thì bấm sẽ mở lại hơn xíu. Ta chơi xem X đúng là bao nhiêu. 120 thì nó khá là nhiều số ấy. Thì bao nhiêu rồi? Hai phẩy mấy thôi.
2,9. Ba đây này. Ba phẩy năm. Ba phẩy bảy. Ba phẩy chín. Bốn. Ok. Rồi. Kết quả của chúng ta là 20,099. Được chưa? Kết quả sau khi bấm lại. Kết quả sau khi đáp kỹ hơn. 20,099. Giang hai Casio tính tích phân hàm hẳn khi D cho F(x) này. Được chưa? Ôi ở trên là chúng ta đang tính các giá trị của FB. Được chưa? FB. Đó. Thì bây giờ chúng ta thì thay vì tính FB thì các bạn đi tính tích phân. Kiểu như vậy. Cái cách làm nó cũng nổi tiếng với dạng một. Được chưa? Cái quy trình để tính được tích phân như này. Với số 1. Đó là cả ba cũng sẽ rút cái y phẩy ra, rút cái f phẩy đấy, hay còn rút x phẩy ra. Đó. Sau đó các bạn cũng sẽ nhập theo cú pháp bậc hai, chúng ta sẽ nhập theo cú pháp như sau, nhập vẫn nhập như thế, tức là x lúc này lại bằng x cộng với h, được chưa? X thì bằng x cộng với h, y thì bằng y cộng với h nhân y phẩy, đó vẫn giống như trên. Nhưng mà ở chỗ này, các bạn sẽ phải nhập thêm một cái cú pháp nữa nhá, cú pháp số 3 này là a thì bằng a cộng y, được chưa? A thì bằng a cộng y, đó. A là bằng a cộng y, rồi. Sau đó các bạn sẽ ấn nút CLC. CLC. X lúc này là bằng A. X lúc này là bằng A. Y thì vẫn là FA giống như bài trên. Nhá. Nhưng mà ở đây cái bài này nó khác thêm là có cái A này ở đây. A thì lúc này cái số này nó bắt đầu vẫn là FA luôn. Đó, vẫn là FA luôn. Lúc này ở chỗ bằng như này khi nào ra X bằng B thì các bạn sẽ ra y và a, được chưa? Y bằng a lúc này ra cái này là b đấy, đó tổng này ra hai cái kết quả này, không cần nghĩ cái này rồi. Khi ra được ba kết quả này thì lúc đó các bạn muốn tính tích phân đấy thì các bạn sẽ áp dụng công thức sau, đó là lấy a trừ đi FA, trung bình cộng của FA và FB chia đôi. Sau đó nhân với hạt. Đó. Sau đó nhân với hạt. Rồi. Muốn tính tích phân thì các bạn dùng công thức này. Nha. Muốn tính tích phân thì dùng công thức này. Ok. Thế còn tại sao này nó lại có công thức này? Thì nó bắt nguồn từ cái công thức tính diện tích hình phẳng đấy. Cái công thức tính diện tích hình phẳng đấy. Cái này mà chứng minh thì nó hơi phức tạp, nó sẽ không phù hợp với tất cả mọi người ở đây. Thế chứ một số bạn học nó hiểu cái này thì nó sẽ hơi phức tạp. Đây là A và đây là B. Thực ra để hiểu là FT
tính tích phân từ A này B của Fx ấy, thì bản chất của nó chỉ là đi tính cái vùng diện tích này, diện tích hình phẳng này, tính từ điểm A đến điểm B này. Đó của hàm số Fx đấy. Thì để tính được diện tích hình phẳng này, bản chất của nó chính là chúng ta đi lấy cái diện tích của hình chữ nhật, hình chữ nhật cộng dôn, thấy chưa, cộng dôn đó, cộng dôn rồi trừ đi đấy, mấy cái hình chữ nhật ở đấy còn một cái hình chữ nhật đấy các bạn, đó trừ đi 1/2 của cái hình chữ nhật ở đây, trừ đi một nửa cái hình chữ nhật ở đây, một nửa cái diện tích hình chữ nhật ở phía trên này. Và chúng là chứng minh nói ra thì nó sẽ hơi bị dài ra, được chưa, hơi bị dài ra. Thế bản chất của nó là lấy diện tích của hình chữ nhật cộng dôn, tức là A ở đấy nó chính là FA cộng với FA cộng với F A cộng 1, FA A cộng cộng hạt đấy này, A1, A2, A3 đây này, được chưa, FA, FB, FC, FD đấy, được chưa, đó cứ cộng dồn hình chữ nhật là sau đó nhân với hạt, người ta gọi là hạt nhân A. A ở đấy chính là các cái F cộng lại với nhau, ví dụ ở đấy là FA, FA nhân hạt thì nó ra hình chữ nhật đầu tiên, FA tiếp theo là nhân hạt ra hình chữ nhật thứ hai, FA nhân hạt này ra hình chữ nhật thứ ba, FA nhân hạt tiếp, thấy chưa, cái F này nhân hạt tiếp này ra hình chữ nhật thứ tư, rồi cộng dồn như thế thì người ta gọi là hạt nhân A. A ở đấy là tất cả các F cộng lại liên tục, thấy chưa, đó liên tục. Nhưng mà ấy, do khi cộng dồn như thế thì nó bị thừa ra một số các khúc, được chưa, một số các cái khúc nó bị thừa thì người ta sẽ phải bị, nó sẽ phải trừ đi cái này, trừ đi cái khúc diện tích, được chưa. Thì ở đây các bạn có thể nói chi tiết không nhỉ, có nên nói chi tiết chỗ nào không? Thôi nhé, chỉ thấy hình chữ nhật nếu mà nói ra sợ các bạn nó sẽ bị rối, được chưa, nó chỉ thay chỉ nói cái ý tưởng thôi, người ta xây dựng thôi, được chưa. Thì cái chỗ này là phải trừ đi mấy cái hình tam giác ở đây này, phải trừ đi mấy cái hình tam giác ở đây, phải trừ đi mấy cái hình tam giác ở đây. Đó. Thì mỗi cái hình tam giác này nó tạo ra một nửa của hình hình một cái hình chữ nhật nha. Thì nói chung người ta xây dựng công thức này, từ cái diện tích hình phẳng này thì người ta sẽ tạo ra một cái công thức như bên 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 này. Đó. Thì ở đây thầy sẽ không nói chi tiết bởi vì chúng ta cũng không phải đi chứng minh cái này làm cái gì cả. Được chưa? Thì vấn đề một chỗ đó là sao học thuộc cái công thức này thôi. Mà bây giờ nói ra thì sẽ nhiều ông không hiểu được thì sẽ hơi nản. Vậy thì chúng ta sẽ chỉ nói cách làm thôi nhá. Được chưa? Còn chứng minh thì thầy sẽ, bạn nào thích thì phải quay video chi tiết để chứng minh. Còn bây giờ chúng ta sẽ chỉ nói cách làm thôi. Thì cũng làm giống như hồi nãy thì chúng ta cũng sẽ sử dụng công thức. Đây. Nào. Vào đó. Các bạn sẽ thấy này. Đầu tiên để tính được cái này, đúng. Để tính được tích phân này thì các bạn phải biết được A này, FA và FB này nhá. Đầu tiên cứ tính đúng F phẩy đã, Y phẩy lúc này sẽ tạo thành 2x nhân Y bình, đúng không, 2x nhân Y bình à, đâu đây chỗ này là Y này, đúng không,
trừ 2x nhân y bình chia x cộng 1. Được chưa? Chia x cộng 1. Ok, đây là bước 1. Bước 1 nó như thế nhá. Được chưa? Bước số 2 này. Bước số 2 này. Là ta nhập x bằng x cộng h. H lúc này các bạn để ý là một tích phân ở đây từ 1 đến 2 đúng không ạ? Được chưa? Tích phân ở đây từ 1 đến 2, vậy thì chúng sẽ có số đầu là 1, số cuối là 2. Là 1/40. Rồi 2 chấm. Y lúc này chỉ là bằng y cộng với 1/40 nhân y phải. Y phải lúc này là y trừ đi 2x bình. Chia x cộng 1. Và A, thêm một cái nữa nha. Là A sẽ bằng A cộng với y. Được chưa? Rồi, A cộng với y. Bây giờ CLC nào. CLC thì lúc này là x của chúng ta là bằng 1 đúng không? Đấy, x bằng 1. Thì y lúc này bằng 2. Được chưa? A lúc này, cái số đầu tiên của A cũng sẽ bằng y là 2. Được chưa? Bây giờ chúng ta sẽ ấn băng như để khi nào ra x bằng bằng 2. Lúc này các bạn sẽ tìm được y và a. Đó. Và sau đó áp dụng công thức là y bằng, thay vì là công thức một lần nữa này. A này, được chưa? Trừ đi FA cộng với FB chia 2. Ok. Đó. Cái này gọi là chống cháy cho ông nào không biết làm từ luôn nhá, được chưa? X bằng x cộng 1/40 y bằng y cộng 1/40 nhân y trừ 2x y bình đến cho x cộng cộng 1. Có lúc này a của chúng ta là bằng a cộng cộng y. Rồi bây giờ chúng ta can x bằng 1, y bằng 2 và a bằng 2. Và băng để khi nào ra x bằng bằng 2 và dừng. Rồi x bằng 2 nha, được chưa? X bằng 2 này này. Ok, x bằng 2 rồi. Thì y lúc này là 0,73593. 0,73593. Còn A nào? A là 48,38 đúng không? A là 48,38. Bốn tám phẩy bốn ba tám chín. Bốn ba tám chín. Rồi chúng ta thấy vào đây bạn tính không đúng không? À, lúc này các bạn để là 1/40 cho thầy đúng không? 1/40 mà nhân về chỗ này là bao nhiêu? À, lúc này là bằng 48,4389 mà trừ đi FA lúc này là bao nhiêu? FA thì là cái gì? Đấy là FA này. Là cái số đầu tiên này. Và FB này, đây là FB này. Đúng không? Thì cái đó các bạn sẽ lấy là 2 cộng với 0,73593 chia cho 2. Thế là chúng ta sẽ ra được kết quả đúng không ạ?
kết quả nó 1,17 là đáp án nào? Các bạn thử tính cho thầy 1,17 là đáp án gì? 1,17 à? 1 cộng len 2 nào? 1,17. 1 trừ len 2 nào? Khả năng cao là B này. Ở đâu? Ngoài. Một phần hai, vậy là 1/2 cộng lên 2 nè, số nào sáng nhất thì mình lấy thôi. 1,17 chứ phải đáp án D đúng không? Ok, 1,17 D mà 1,19 này đúng không? Ta đang có. Được chưa? Rồi. Cái nào gần nhất mình chọn nó. Rồi những cái câu khác nói chung là cũng tương tự ở đây này. Lưu ý này. Ở đây có x. Được chưa? Ở đây có x. Thì khi người ta yêu cầu tính tích phân mà có cả một cái biểu thức fx nha, fx là bình thường đấy nha, là tính giống thế này. Nhưng khi người ta yêu cầu là tính thêm có cả x nữa thì làm thế nào? Làm thế nào? Khi đó a này các bạn sẽ phải nhân với x này, fa này cũng phải nhân với x này, fb này cũng phải nhân với x này. Bây giờ trong cái kết quả này các bạn sẽ phải nhân cái giá trị của x vào đây, hiểu không? Thầy làm mẫu một câu này. Lúc này các bạn sẽ có f phẩy là thằng này đó nha, y phẩy lúc này là bằng x trừ 1 chia bình nhân em của x, cái này là khỏi cô lập này, được chưa? X thì bằng x cộng h này, y thì bằng là y cộng với h nhân y phẩy này. Y phẩy lúc này là cái gì, h lúc này là cái gì, h lúc này thì các bạn để là len 3 trừ 1 đúng không? Len 3 trừ 1 được chưa, len 3 trừ 1 chia cho 40, len 3 số cuối chứ số đâu mà len 3, len 3 trừ 1 chia cho à, thế để ý xem cái này cả số này có xa nhau không. À, bài này thì chia 20 được mà chia 40 được, phải chia thử 20 nha, có được nha. Y sẽ bằng này là y cộng với len 3 trừ 1 trên 20 nhân với x trừ 1 trên x bình nhân em của x. Mà các bạn sơ thì các bạn cứ để 40 nhé, được chưa? Sơ sai thì các bạn cứ để 40 cũng được, thì nó sẽ bấm hơi lâu xíu thôi. A lúc này sẽ bằng là a cộng với x nhân y, đây đó rồi. Bây giờ nhá, cái a này này, cái y này là mình sẽ phải nhân x vào đây này, được chưa? Đó. Ở đây là y này đúng không, thì các bạn phải nhân x vào đây chứ đúng không, được chưa? Rồi thì lúc này cá này cơ ăn là cơ này, cho cơ ăn là cơ này, số đầu tiên của nó là gì, x bằng 1 đúng không, y bằng 1 thì y bằng e, y bằng e a, số đầu tiên của a là bao nhiêu, 1 nhân e, bởi vì a chỉ là x nhân y nhá. A chỉ là x nhân y. Này ta xem thử là x bằng y bằng bao nhiêu, y bằng len 3. Cái này thì mình sẽ cần phải vì cái số này không đẹp nhá, vì cái số này không đẹp nên là các bạn sẽ cần phải thử lại là số này cỡ khoảng bao nhiêu, để tí nữa mình bấm mình còn biết dừng nhá, 1,09861,2289, 1,09861 ghi từng là được rồi. Ý lúc này bao nhiêu và á lúc này bao nhiêu thì chúng ta cần phải tìm nhá. Ok. Rồi, thế bây giờ chúng ta sẽ xem thử nào. X bằng x cộng len 3 trừ 1 chia cho 40 đúng không?
chia ý bằng ý cộng lên 3 chia 1 chia 40 nhân x trừ 1 để cho x bình nhân e mũ x. Rồi, chia tiếp. A bằng A cộng x nhân y. Rồi, xong chưa? Đó. Bây giờ chúng ta sẽ bấm băng như để khi nào nó ra cái quả này. Đây sẽ cho để 20 thôi. Cho đỡ phải bấm. Bài này là số nó cũng xa nhau. Rồi, cái nào? X bằng 1, y bằng e, và a thì cũng bằng 1 e. Đây là 1,019 nữa nha. Nhớ là kết quả cuối cùng của bạn sẽ phải là cái số này. Bấm nhất là khi nào ra cái số này. 1,02, 1,03. Đấy, chia cho 20 thì bấm nhanh nào. 1,05 này này, 1,06 này, 1,7, 8. Một phẩy không chỉ tám sáu đây đó nhá, được chưa? Chương này bây giờ y xem nào, y là 2,73132, 2,73132. Rồi a xem nào, a là bao nhiêu? 60. 60 rồi nhá. Bây giờ chúng ta sẽ tính y, sẽ tính y bằng cách lấy hạn là len 3 trừ 1 chia, trong máy tính thì hồi nãy chúng ta để ở đây là 20 nhé các bạn nhé, được chưa? Trong máy tính thì chúng ta vừa để 20 nhân a ở đây là 60 cộng cộng ở đâu trừ chứ, trừ đúng không, f a. Nhưng mà nhớ này, f a là thằng này được không, nhưng mà phải nhân với x nữa đó, bởi vì ở đây là x nhân y mà đúng không ạ, f a thì mình nhân với x nữa là một nhân e cộng fb, ở đây là 2 nhân 7,3212, nhân với... nhưng mà lúc này mình phải nhân với x nữa là 1,09, à, tức là len 3 đấy đúng không, len 3 nhân y lúc này là 2,73132 chia cho 60. À, xin lỗi, chia 2 đó, FA cùng FB chia 2 thì cái đó thì bấm máy thôi đúng không ạ, bấm máy thôi lên 3 trừ 1 chia 20 nhân 60 trừ đi E cộng lên 3 nhân với 2,7 3,1,3,2 chia 2 ta xem 0,2817 này, 0,2817 là bao nhiêu, 0,2817 là cỡ bế đó này, bởi vì 3 trên 2,7 ai 0,2817 bế luôn nhá. Ok, thế còn nhớ nha, nếu mà x ở đấy, nếu có thêm x nữa thì các bạn tất cả các cái y được chưa, chỗ nào xuất hiện y thì phải nhân x qua đây. Đấy. Ý nhân x này. Được chưa? Rồi, ngoài ra cái kết quả ở đây thì các bạn để ý là cái A này, cái A này. Cái A nhân x vào đây chưa? Cái A này đã nhân x vào đây rồi nha. Thế còn FA và FB này, phải không? FA và FB này, phải không? Đã phải thầy cũng phải nhân x vào đây này. Phải không ạ? Đó. Ví dụ như câu này chẳng hạn này, ở đâu thầy cột luôn đây, ví dụ câu này này đấy nhá,
Ví dụ câu này này, thấy nó tương tự không? Thấy nó tương tự không? Đây này. Thấy cái đó yêu cầu tính tích phân của cái này chưa? Đó. Thì lúc này này. Đây nói quá câu này thì nhé, các bạn tự bấm nhé. Chứ để chỉ đột ra đi ạ, thầy bấm. Lúc này x của chúng ta là bằng x cộng pi chia 2 chia cho chia 20 chia 40. Kiểm tra xem cả số này có gần nhau hay không. Bạn này chia 20 được. Y lúc này là bằng y cầu của pi chia 2. Pi chia 2 chia cho 20 nhân với y phẩy là 2 sin x trừ đi 3 sin x mũ 3. Còn a này, a thì lúc này nó lại là a cộng với y đúng không, theo bình thường là y đúng không, nhưng mà ở đây chỗ này là vì cái y này phải chia cho sin bình nữa nha, sin bình cộng 1 nữa đó, nó phải chia cho x sin bình cộng 1 nữa. Đấy, vậy thì lúc này can CLC lúc này sẽ là x bằng mấy? X lúc này bằng 0 đúng không? Y lúc này bằng 0 luôn đúng không? Đây, x y bằng 0 này. À, lúc này thì các bạn lấy số đầu tiên của y đúng không? Nhân với 0 nữa vẫn là bằng 0 này. Được chưa? Lúc này các bạn sẽ bấm máy chứ để khi nào ra pi trên 2 thôi. Lúc này y ra ra a. Kết quả lúc này sẽ là bằng h là pi chia 2 thế nhân 20 này nhân với a, a vừa tính được đúng không, lúc này các bạn sẽ lấy cái kết quả này là y bằng 0 này nhân với gì, chỗ này là 0 này, x bằng 0 này. Được chưa, rồi cộng với y ở chỗ này này, y ở chỗ này này, y ở chỗ này này, y y đây nha, y 6 nha, lấy cho y 6 nhân với chỗ này là pi trên 2 này. À xin lỗi nhầm, ngoài chỗ này không phải nhân x, chỗ này là y chia sin bình cộng 1 đúng không, thì ở chỗ này này là lấy y là số đầu là 0 này chia sin bình 0 cộng 1 này. Đó giờ là chỗ này là sin bình 0 cộng 1 nhá, cộng này chỗ này là y 6 này, các bạn sẽ phải bấm máy tính để ra y 6 nhá, chia sin bình của pi trên 2 cộng 1 này. Đó. Chứ ai thay việc hướng dẫn thôi thì các bạn tự bấm đó. Được chưa, thì nó cũng sẽ ra kết quả nhé, các bạn sẽ cần phải bấm thử thang này là cỡ khoảng bao nhiêu này đó. Để án được cái số mình cần phải tính thế đúng không, thì các bạn sẽ ra kết quả thôi nhá. Rồi ok. Rồi, hôm nay để đây thôi các bạn nhá. Được chưa? Hôm nay để đây thôi. Thì như vậy là thầy vừa giảng cho các bạn hai dạng, một là tính ép tài một điểm và hai là tính tích phân. Thì cách này nó sẽ khá là hữu dụng đối với những cái bạn nào ví dụ như học gặp một cái hàm số kiểu khó tính ấy. Đấy, ví dụ những cái hàm số kiểu khó để tính đấy, với hàm số này chẳng hạn nó tính thì nó nhiều khi nó cũng khó đúng không ạ? Thì các bạn có thể là tham khảo thêm cái cách này. Được chưa? Thì thí mà bí quá thì chúng ta có thể sử dụng. Còn nếu không dùng được thì thôi đúng không ạ? Chia tay. Rồi, thì tùy trên trường hợp thì chúng ta sẽ sử dụng qua. Ok không ạ? Rồi, các bạn thấy bài giảng ngày hôm nay như nào? Có hiểu bao không ạ? Gặp mấy bạn như vậy. Ừ. Rồi thì nói chung là nếu mong là tự luận thì các bạn tham khảo nhá, được chưa, tham khảo cạnh này. Ok rồi chúng ta sẽ dừng lại tại đây à, thầy đi nghỉ nhá.
Bye bye tất cả các bạn nhé.